Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Ngân sẽ làm cơm hấp trong trái dừa và tôm với thịt kho tộ nha mọi người. Ở đây Ngân có tôm và thịt nè, và một ít tiêu hột. Ngân sẽ sử dụng vài tép tỏi. Và đây là trái dừa, Ngân đã khoét cái miệng nó ra rồi nè. Thì mọi người khoét cái miệng nó rộng rộng tí xíu ha. Thì mình sẽ nấu và nhét cơm nó dễ hơn, sau này mình lấy nó cũng dễ hơn nữa. Rồi bây giờ Ngân sẽ cho cái nước dừa ra tô. Tiếp đến Ngân sẽ lấy một cây dao nhỏ, Ngân gọc mấy cái đường dừa này nè, cho nó cái miệng nó được rộng hơn á. Cái trái này là Ngân tự chặt cái miệng luôn á mọi người, cho nên là nó hơi xấu tí xíu nha. Đúng Ngân mua Ngân quên kêu người ta gọt cái miệng rồi. Đây là Ngân có một ít gạo, Ngân đã vo sạch rồi nè. Tùy theo trái dừa của mình mà mình cho nhiều gạo hay ít gạo ha. Sau khi cho xong thì Ngân sẽ cho cái nước dừa vào đây. Thì mình cho xăm xắp như mình nấu cơm á mọi người. Rồi bây giờ Ngân sẽ đem trái dừa đi hấp. Hấp đến khi nào cơm nó chín thì thôi nha. Đó, giờ Ngân bỏ vô đây Ngân hấp nè mọi người. Mọi người nhớ mở cái lửa thiệt là lớn nha, cho cơm nó được mau chín. Tôm và thịt thì Ngân cũng đã lột vỏ và sắc thành từng miếng vừa ăn rồi. Ngân xử vào đây một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê nước mắm và một ít tỏi băm. Sau đó Ngân sẽ trộn hết cái những cái nguyên liệu này cho nó đều và ướp trong vòng 15 phút. Cho cái nồi đất lên đây, Ngân cho một ít đường và một ít dầu ăn, Ngân sẽ thắng nước màu. Đợi đến khi cái màu nó đổ qua cánh gián á, hoặc là như cái màu mình muốn á, thì sau đó mình sẽ cho tôm và thịt đã ướp vào đây. Mình sẽ trộn cho nó đều lên, cho cái thịt và cái tôm nó được săn lại. Khi mà tôm nó thịt nó săn lại rồi á, thì mình sẽ cho vào đây một ít nước dừa. Mọi người cho ít thôi, tại mình kho liu riu á, cho nên là mình cho sắp sắp cái mặt tôm mặt thịt như thế này là được rồi mọi người. Đó. Rồi bây giờ nó sôi rồi, Ngân sẽ cho thêm một muỗng đường và một muỗng nước mắm vào nữa. Thì tới đây thì mọi người có thể gia giảm theo cái khẩu vị của gia đình mình nha. Bây giờ Ngân sẽ nấu cho đến khi là nó kẹo lại. Bây giờ nó đã sôi và nó chuyển qua cái màu cánh gián rất là đẹp luôn nè mọi người. Thì bây giờ Ngân sẽ cho tiêu vào đây, tiêu hột. Đó, thì bây giờ nó cũng đã kẹo kẹo nước lại rồi. Thì bây giờ Ngân sẽ tắt bếp luôn, và như vậy là có thể ăn được rồi mọi người. Cái trái dừa thì bây giờ Ngân hấp cũng đã chín rồi nè. Đó. Này Ngân xới lên cho mọi người xem. Nó hơi dẻo nha mọi người, tại vì Ngân không ăn cơm khô được. Đó, trắng tươi luôn rồi, rất là thơm cái mùi nước dừa luôn mọi người. Rồi bây giờ Ngân sẽ dọn ra và mời mọi người ăn chung với Ngân nha. Đây, trái dừa đây nè, còn nóng hổi luôn. Wow, khói bốc nghi ngút luôn. Là cái kim chi mà hôm bữa Ngân làm nè mọi người. Wow, cái mùi dừa nó thơm quá. Bây giờ mời mọi người ăn cơm với Ngân nha. Bây giờ sẽ muỗng cơm. Wow, thơm quá. Thật sự Ngân biết cái cơm trong trái dừa này khá là lâu rồi, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên Ngân ăn, Ngân thử xem là nó như thế nào mọi người. Còn nóng quá. Thật sự luôn á, cái cơm cực kỳ ngọt luôn mọi người. Mà đúng là hấp với là làm với nước dừa, ăn vô là cái mùi dừa liền luôn, mà nó ngọt rất là thanh và rất là lạ luôn. Cái món này rất là ngon mọi người. Giờ ăn một con tôm ha. Ừ.
món nào cũng còn nóng hết á, ngoại trừ kim chi là bỏ tủ lạnh thôi. Tôm bây giờ ăn cái miếng kim chi em bỏ ngưng làm nè mọi người, hôm nay là nó chua dữ lắm rồi. Wow. Cái thịt đó thơm mùi tiêu mà nó có mùi nước mắm với lại mặn mặn ngọt ngọt có mùi, dễ ăn ghê luôn. Cái món này chứ đưa cơm lắm luôn á. Cái thịt cái mỡ nó béo béo á, ăn xuất sắc luôn. Cái kim chi này hôm bữa ăn với mì gói á, trời ơi đúng là kim chi sinh ra đang như mì gói mọi người. Cái này chỉ có thằng Ngân thấy là ăn chung với mì gói là xuất sắc nhất. Ngân hay ăn kim chi này với lại thịt kho tàu mọi người. Cái nước này bây giờ nó kẹo lại á, có thể mà chan với cơm ngon lắm. Cái gạch của con tôm ra mọi người, cho nó nước nó kẹo lại mà nó béo mà nó thơm nữa. Bữa giờ chắc mọi người cũng biết á, top 1 trending mà sao không biết được MV của Hương Giang đó mọi người. Anh ta bỏ em rồi. Trời, Hương xem hết cái MV đó người mới nói không lẽ cái bà Hân thì bà yêu bà Giang ta. Thiệt luôn á, tới khúc cuối MV là biết sẽ còn ra một cái MV nữa à, cũng dự là bà Hân sẽ giật bồ bà Giang tiếp. Nhưng mà không lẽ bà Hân thì bà yêu bà Giang nữa. Bà Giang yêu ai chắc bà cũng đi bà giật cái trơn, không biết có khi nào ra một cái MV kế tiếp là bà Hân yêu bà Giang không trời. Vì khi tôi nói mà nó có thiệt mắc cười lắm nha, chứ mắc gì lý do gì mà bà cứ hả bà Giang yêu bà ông nào bà cũng đi theo, bà kiếm đường mà bà phá hết trơn là sao, đúng không? Chú có miếng tỏi thơm á.
cay mọi người. Cho tiêu nhiều quá. Cay dã man. Ăn cái này đúng rồi đổ mồ hôi luôn á. Ăn được nửa trái luôn á mọi người. Còn xíu nữa. Cái mận này nè mọi người, hồi đợt Ngân đi Cần Thơ á, đi Cần Thơ đi du lịch, có đi qua đi một cái tàu ở bên đó, người ta gọi là cái cồn á. Ở bên đó có một cái vườn trái, có vườn trái cây, nhưng mà lúc Ngân đến thì chỉ có là cái mùa chỉ có mận thôi. Hai vợ chồng Ngân mới mua vé vào ăn mận, phải nói luôn phủ phê luôn mọi người. Nhưng mà hả, mà như nhớ như ta 60.000 hay là 80.000 gì một người á, nhưng mà mấy trái quỷ này trời ơi, ăn mấy trái là hả nó no nắp mọi người, nước không à. Cho nên là 60.000 hay 80.000 thôi nhớ không rõ, nhưng mà đối với cái giá đó thì lời là cái chắc luôn. Nhưng mà thích đổi lại là mình được thích thiệt, mình hái cái trái này từ trên cây xuống rồi mình ăn luôn, mà rất là ngon nha, ăn ở trong vườn rất là ngon luôn. Cái trái này á, chấm muối trắng thì ngon nha, mà mùi chấm muối ớt một cái nó sặc má lên, sặc lên tới não luôn á. Mà lúc mà đợt ăn cái trái này tại vườn thì nó bị sâu nhiều mọi người. Một lát Ngân luộc lại mấy tấm hình mình còn đi cái vườn này nè, Ngân để lên cho mọi người xem, thích lắm nhá, nó một hình từng chùm như nào. Mà tiếc cái là cái đợt Ngân đi nó chỉ ngay cái mùa mận thôi, nó không có nhiều trái khác. Tôi nghe nói Cần Thơ bên cồn là rất là nhiều trái cây luôn á, sẽ có dịp quay lại đó một lần nữa thì là sẽ quay chia sẻ cho mọi người xem. Tại chỗ Ngân đi du lịch cũng nhiều nơi, nhưng mà lúc đó chưa có ý định làm YouTube á, cho nên đâu có quay lại chia sẻ được mọi người đâu. Năm ngoái Ngân đi rất là nhiều, năm nay thì không có thời gian đi lắm, thì do công việc nó cũng hơi nhiều á, cho nên cũng không có thời gian đi được. Nhưng mà mọi người yên tâm, mà Ngân có đi Ngân nhất định sẽ quay lại chia sẻ cho mọi người. Mình cho một người nhiều nước mà nó không được ngọt. Ngon quá mọi người ơi. Chứ Ngân xin phép dừng cái video clip tại đây quá. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái clip của Ngân. Nếu như mọi người yêu thích cái clip này cũng như yêu thích cái kênh của Ngân thì đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Ngân nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye.